vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân ta phải biết luật ta do luật sư Đoàn Gia Phúc đảm nhận. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video có tên là Có phạt cọc không? Thưa quý vị và các bạn, một cái đặt cọc, một cái cọc là một cái vấn đề mà thực tế là mọi người được ứng dụng trong đời sống. Và trước đây thì tôi có một cái vụ nó như thế này. Tôi làm một cái giấy tờ cho người đặt cọc và người nhận cọc. Thì do là hai bên là mua bán, quen biết, thân thiết, cho nên là tôi không có sử dụng cái chế định phạt cọc. Thì trong cái việc ngồi đó thì có một số anh em dịch vụ là đã phản bác, đã phản ứng. Và tôi nói rằng luật cho phép các bên có thể hiện cái nguyện vọng của mình bằng cách là cái số tiền này được xem là đảm bảo cái nghĩa vụ giao kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng. Có hai vấn đề. Và thế rằng là hôm nay thì tôi muốn gửi đến một cái câu chuyện để quý vị và các bạn hiểu được thế nào là đặt cọc. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của vị khách hàng của tôi là như thế này. Ông chuyển nhượng một cái đất với một cái giá là 1 tỷ mốt. Thì khi mà bán cái miếng đất này, tôi chỉ nói dân gian thôi, bán cái miếng đất này thì các bên giữa ông và phía bên người mua đó thỏa thuận là thanh toán làm 3 đợt. Đợt thứ nhất là các bên thỏa thuận là 100 triệu. Thứ hai là sẽ ra phòng công chứng và ký xác lập cái giấy tờ là 700 triệu. Và lần thứ ba là sau khi sang tên đăng bộ thì giao nhà là 300 triệu. Và ngày hôm đó thì vị khách hàng của tôi và cái ông người mua đó đã xác lập một cái thỏa thuận. Trong cái thỏa thuận này thì cũng ghi đầy đủ lắm, hợp đồng mua bán, số tờ, số thửa, tờ bản đồ. Và hai bên thỏa thuận như thế này, quyền và nghĩa vụ hai bên thỏa thuận rằng trong trường hợp vị khách hàng của tôi nhận cọc mà không bán nữa thì bị bồi thường gấp 3 lần số tiền đặt cọc. 3 lần ở đây có nghĩa rằng là hoàn trả lại số tiền là 100 triệu và đưa thêm 200 triệu, tổng cộng là 300 triệu. Tuy nhiên rằng là cái người mua đó họ đặt cọc và nếu mà họ không mua nữa thì họ mất cọc. Một cái thỏa thuận về mặt nào đó thì nó không tính, nó tính chất là không công bằng. Tuy nhiên rằng là tôi cho là cũng vừa phải thôi, nó cũng phù hợp những cái thỏa thuận, những ý chí của các bên. Thưa quý vị và các bạn, thì câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như các bên nghiêm túc thực hiện trong cái hợp đồng. Tuy nhiên rằng là cho đến thời điểm mà này thì đã phát sinh tranh chấp. Cái ông khách hàng của tôi, ông bảo rằng là ông ý chí là ông muốn bán để ông giải quyết những cái việc cá nhân của ông. Còn bên người bên mua đó thì họ đã khởi kiện ra tòa. Thì họ khởi kiện ra tòa, họ bảo rằng là họ yêu cầu bên ông khách hàng của tôi phải bồi thường gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Thì ra tòa thì khách hàng của tôi là đứng có vai trò bị đơn. Ông bảo rằng cho đến thời điểm hiện tại ông vẫn đồng ý bán giá như vậy không đổi. Và ông đã thừa nhận rằng ông nhận cái số tiền là 100 triệu. Và nếu tại thời điểm hôm nay, tại thời điểm mà các bên tranh chấp đó, thì ông vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với cái giá tiền như vậy, 1 tỷ mốt. Và tòa án cấp sơ thẩm đã có cái phán quyết là các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng cách là công nhận cái hợp đồng và buộc phía bên người nguyên đơn phải tiếp tục giao cho khách hàng tôi số tiền là 1 tỷ đồng. Phía bên ông khách hàng tôi ra ký tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên là cái phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thì sau khi các bên có cái phán quyết của Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện thì đã kháng cáo và cấp tỉnh đã không đồng ý
và cho rằng, nhận định cho rằng là vi phạm hợp đồng là do vị khách hàng của tôi, và tuyên với cái hình thức là phạt gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Thưa quý vị và các bạn, thì thực tế trong cái đời sống mà xã hội thì cái việc cọc này nó rất là quan trọng. Tôi trở lại vấn đề về quy định về luật dân sự trước. Cho đến thời điểm này thì hợp đồng đặt cọc chưa bắt buộc phải ra phòng công chứng. Vì chưa bắt buộc phải ra phòng công chứng cho nên các bên tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận. Và chúng ta sẽ xét những cái yếu tố cơ bản để thực hiện hợp đồng. Những yếu tố đó là như thế nào? Cái yếu tố thứ nhất đó là tự nguyện của cả các chủ thể tham gia hợp đồng. Cái hợp đồng đặt cọc này, chủ thể, khách hàng của tôi, ông cho rằng ông và phía bên người mua đồng ý thỏa thuận giá cái phần đất này là 1 tỷ 1, và các bên sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng trong thời hạn là 2 tháng. Phương thức thanh toán làm 3 lần. Chính ông là chủ thể, ông đúng là người có quyền sử dụng đất thật sự, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Cái thứ hai là nội dung của hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, nội dung của hợp đồng thì hoàn toàn rõ. Quyền sử dụng đất này của ông thì ông có quyền chiếm hữu, sử dụng và đồng thời. Không có gì phải mà lo lắng ở cái vấn đề này. Cái thứ ba là không có bị cưỡng ép, không có bị trong cái ý chí của các bên. Mặc dù cái thỏa thuận của trong cái hợp đồng đó là nó không mang tính chất là, nếu mà nói tiếng Anh gọi là không fair lay, không mua thì mất cọc, không bán thì bồi thường gấp đôi. Nhưng mà ở đây không bán thì bồi thường gấp ba. Ông khách hàng của tôi, ông vẫn chấp nhận cái mức độ này. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng chỉ ông khách hàng của tôi, ông đã sau khi ông đã có bản án sơ thẩm, ông đã có bản án phúc thẩm thì ông đến với văn phòng tôi. Và tôi cho rằng là tôi chỉ dừng lại cho ông một mức độ tư vấn. Và tôi cho rằng nếu tôi được tham gia tố tụng vai trò bị đơn thì chắc có lẽ tôi sẽ dùng những cái kiến thức của mình để bảo vệ cái quyền và lợi hợp pháp cho ông. Nhưng tuy nhiên đây là một cái bản án đã có hiệu lực pháp luật và nó sẽ được thi hành nếu trong trường hợp không có giám đốc thẩm. Mong muốn của văn phòng luật sư Hoàng Nhân Phúc rằng tất cả mọi người đều phải biết thế nào là đặt cọc. Nhân đây thì tôi cũng có gửi đến quý vị và các bạn luôn. Có một số anh chị em hỏi rằng là nếu như trong trường hợp hai bên thỏa thuận về cọc đất nhưng mà bây giờ không có không có ghi nhận là không mua thì mất cọc, không bán thì phạt gấp đôi, thì luật sư ơi, có được khi mà mời các bên tranh chấp, các bên kiện tụng ra tòa thì có áp dụng cái chế định phạt cọc hay không? Tôi bảo có chứ, phải áp dụng chế định. Đây là một cái hợp đồng mà các bên đã thừa nhận cọc là như thế nào rồi, không cần các bên phải ghi rõ ra là nếu mà mua thì không mua thì như thế nào, mà nếu mà không bán thì như thế nào. Tuy nhiên nó sẽ bất lợi nếu như trong trường hợp các bên giống như ông khách hàng của tôi, bên mua họ nói rất là rõ, nếu anh không bán được thì anh phải bồi thường cho tôi gấp 3 lần số tiền. Và ông khách hàng tôi, ông đã chấp nhận ý chí, ông nói muốn bán mà. Ra tới phiên tòa sơ thẩm, ông cũng nói ông muốn bán với cái giá đó, không thêm, không bớt. Thưa quý vị và các bạn, điều 328 đặt cọc là một hình thức, một bên, tức là bên nhận cọc, nhận một cái số tiền của phía bên còn lại là bên đặt cọc. Số tiền có thể là vật, có thể là kim khí, hoặc là một cái giá trị nào đó để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Đó là những cái điều mà thông điệp của văn phòng luật sư Đoàn Nhật Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn. Tin mong quý vị và các bạn có những cái vấn đề nào liên quan đến chính bản thân mình thì chúng ta hãy mạnh dạn gửi cho luật sư bằng email ở phía dưới, hoặc gửi cho luật sư bằng con đường
riêng tư để luật sư phản hồi cho quý vị và các bạn một cách nhanh nhất, đồng thời cũng đem những cái thông tin tư vấn của quý vị và các bạn mã hóa những cái thông tin riêng tư gửi đến quý vị, gửi đến quý bạn đọc xem như là một cái món quà mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc gửi đến trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.